vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này sẽ có các nội dung sau: The Sun Tower, hình ảnh The Nessus giai đoạn 3, hình ảnh hoàn thiện Grand Marina. The Sun Tower hiện tại đã thi công lõi thang máy đến 55 trên 55 tầng, mặt sàn thì đang đổ bê tông sàn tầng 50, còn kính tòa nhà thì vẫn dừng ở tầng 34. Vậy là lõi thang máy của tòa tháp đã đạt độ cao thiết kế. Hiện tại các bạn cũng đã có thể nhìn thấy tòa tháp từ các nơi ở trong thành phố. Khu vườn treo cũng đang được thi công tích cực, hiện tại đã đổ bê tông được một sàn vườn treo ở tầng 37. Các công nhân đang thi công dàn giáo để chuẩn bị lắp cốt pha, thi công tầng vườn treo tiếp theo. Vườn treo của The Sun Tower sẽ kéo dài từ tầng 36 đến tầng 43. Các mặt của vườn treo cũng sẽ được lồi thụt khác nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác lạ mắt. Khi hoàn thành, tòa nhà không chỉ vượt qua Vietcombank Tower để giành ngôi cao thứ 3 tại Sài Gòn, mà còn cung cấp 87.000m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000m2 diện tích thương mại cao cấp. Ngoài ra, tòa nhà cũng góp phần vào kiến trúc nổi bật của thành phố. Ba tòa tháp trong phân khu số 1 của Grand Marina Sài Gòn đã hoàn thiện phần thô và đang tích cực hoàn thiện lắp kính, đèn LED, hoàn thiện bên trong. Theo cá nhân mình, kính của ba tòa tháp này cùng với tòa LED có màu rất đẹp, màu kính tối hơn các tòa của Home Golden River. Các dãy đèn LED của các tòa tháp này cũng được thiết kế đẹp và hiện đại, sẽ là điểm nhấn tiếp theo bên bờ sông Sài Gòn. Thời gian vừa qua, khi giai đoạn 1 của The Nessus đã hoàn thiện và đang được đưa vào sử dụng, thì giai đoạn 2 của dự án là một tòa nhà cao 40 tầng nổi, 5 tầng hầm, mang tên Lotus Tower. Tòa nhà nằm phía sau tòa nhà Le Meridian, cạnh hai tòa nhà đã hoàn thiện của The Nessus. Tòa nhà thì đang được thi công đào hầm. Khi hoàn thành, khu này sẽ nổi bật nhất trung tâm thành phố, với một cụm các tòa nhà văn phòng phun kính tuyệt đẹp, nằm san sát nhau. We'll be right back.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!